và ván đấu này mình sẽ được đi trước. Mình sẽ đánh thế cờ mã nha. Trong đoạn hai đầu thì thế cờ mã cũng là một trong những thế cờ cực kỳ là mạnh các bạn nhá. Rồi người ta lựa chọn đỡ cách mà ô khá là ghê. Và để xem người ta sẽ đỡ như thế nào, chúng ta cùng xem. Đôi công luôn, rất hay. Nếu như đôi công thì mình sẽ lựa chọn là đôi công thôi. Để xem ở đây sẽ xử lý tình huống này như thế nào nha. Sẽ làm gì trong cái tình huống này? Một bạn không đánh trận đấu nào. Rồi nhưng mà đây chắc chắn là một cao thủ các bạn ạ. Cao thủ mới đánh được như thế này nha. Khá căng trong cái tình huống này. Có lẽ mình sẽ phá như thế này nha. Chúng ta đôi công là sẽ thua đấy ạ. Đôi công cho tình huống này là dễ thua lắm đấy ạ. Sau đó mình sẽ lựa chọn là chặn cái đường chéo này để tạo ra cái liên kết chéo này, ràng buộc cái nước dọc này của đối phương. Ok, nếu như thế này thì mình đang cảm thấy mình chuẩn bị có lợi thế. Người ta đánh như thế này để tạo ra cái nước đôi 3-3 này và cái nước này để đi tấn công. Nói bạn này đánh rất là ghê nha các bạn nhá, không đơn giản đâu. Rất là ghê luôn. Mình sẽ phải phá từ từ các bạn ơi. Gặp phải cao thủ rồi các bạn ơi. Elo 1000 chưa đánh ván đấu nào, nhưng đây chắc chắn không phải cái Elo thực chất của bạn ấy. Bạn ấy là một cao thủ rất mạnh ở đằng khác đấy các bạn ạ. Phải từ từ nha. Để xem tình huống này bạn ấy xử lý ra sao. Mình đang cảm thấy có khó khăn trước bạn này rồi. Rất bất ngờ một tình huống bạn ấy lựa chọn đôi công và bạn ấy gài tạo ra 4-3. Đánh con này đánh ra được 4-3. Như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải phá cái đường này. Tuy nhiên thì mình đang cảm thấy người ta sẽ không thể nào tấn công được. Đánh vào đây đúng không ạ? Mình sẽ đánh cách ra đây, sau đó tạo ra cái đường chéo này để xem bạn ấy xử lý ra sao. Rồi lúc này chúng ta chưa thể nào tấn công được đâu nha. Chắc chắn là ván đấu này mình sẽ cần phải đi phòng thủ phản công rồi. Mình không nghĩ là gặp phải một đối thủ mạnh như thế này. Cứ từ từ nha. Mình nghĩ là đối với những cái game thủ mà tầm lực cờ như thế này, bạn này nếu thực chất mình nghĩ về Elo tầm K7, K8 trở lên. Rồi, bắt buộc chúng ta sẽ phải đánh vào đây. Bởi vì nếu như đánh đầu này thì người ta sẽ win 4-4. Và các bạn nhìn này, người ta đang có 4-3 này. Tuy nhiên thì 4-3 này sẽ không thể đánh ra được luôn đâu. Và các bạn cần phải lưu ý chỗ này nhá. Nếu như bạn nào mà tham cái tình huống này mà đánh vào đây ấy, để chặn cái đường này ấy, thì mình sẽ thua luôn. Đó là người ta đánh con này đánh ra đây và win 4-3. Chính thế chúng ta sẽ cần phải phá cái đường 4-3 ở đây này. Phá cái đường 4-3 ở đây thì mới là hiệu quả nhất. Cả lúc này mình đang có một chút lợi thế các bạn nhá. Phải nói là gặp một đối thủ rất ghê. Đây khả năng là một nick phụ và một nick ảo thôi. Chứ với cái thực lực như thế này thì mình nghĩ Elo phải tầm 1700-1800 trở lên luôn. Và một đây là một bạn đánh có kinh nghiệm. Là một bạn đánh có kinh nghiệm các bạn nhá. Vì bạn ấy lựa chọn đánh đôi công, cho nên là ở những cái nước cờ quen thuộc thông thường ấy, nó sẽ không còn xảy ra như mọi khi nữa. Rồi người ta đánh con này để hạn chế phạm vi mở. Tuy nhiên cái mặt dưới này người ta đang hở rồi. Để xem người ta sẽ đỡ tình huống này như thế nào nha. Mình cố tình đánh vào đây để ép cho người ta phải chặn vào trong này. Mình đang ép cho người ta chặn vào trong. Ồ, khôn ngoan nha.
Đầu tiên mình sẽ kéo cách lên trên. Chắc chắn là bạn ấy sẽ phải chặn lên trên rồi. Nếu như chặn xuống dưới là hỏng, hoang hoác luôn. Ok. Sau đó sẽ cần phải làm gì đây? Phải sử dụng một tình huống gài cờ thôi. Mình sẽ gài cờ vào trong tình huống này, cố tình cho đối phương chặn vào trong đấy ạ. Mình đang cố tình đấy. Sau khi đối phương chặn vào trong thì mình sẽ đánh ra đây. Được chưa các bạn? Đánh ở đây hoặc đánh ra ngoài thì chúng ta cần xem nhá. Các bạn hãy lưu ý này, mình đang có cái liên kết này này. Đó, với cái liên kết này này. Rất nguy hiểm nha. Ồ. Đánh thế này ư? Nếu đánh thế này thì mình nghĩ bạn ấy khả năng rất cao bạn ấy sẽ thua. Có thua không nhỉ? Người ta đang liên tục tạo ra những cái liên kết ràng buộc này rất là hay luôn. Gài nhá. Mình đã gài một đứa 43 này. Người ta sẽ có cách đỡ. Tuy nhiên lợi thế sẽ vẫn thuộc về mình. Chúng ta hãy cùng xem nhá. Phải nói là gặp một đối thủ rất là mạnh, rất khôn ngoan. Phải nói bạn ấy chặn cờ rất là khôn ngoan đấy ạ. Thì không sao, cứ từ từ thôi. Với cái đối thủ mạnh như thế này thì mình sẽ cố gắng tập trung hơn, sẽ hạn chế bình luận cho các bạn nhá. Nãy giờ là bình luận cho các bạn hơi nhiều rồi. Sau khi mà gần có chiến thắng thì mình sẽ nói nhiều hơn. Con này được không ta? Chặn rất là ghê luôn các bạn ơi. Thực sự là như vậy. Chặn rất là kinh khủng luôn. Nhưng mà cứ từ từ nha. Mình sẽ sử dụng kỹ năng gài cờ. Rồi mình đã cảm thấy là bắt đầu ép được bạn ấy dần dần rồi. Con này có ổn không ta? Gài này, một tình huống 43 này, một tình huống 44. Tuy nhiên 44 này sẽ bị phá bằng cách đó là người ta đánh vào đây là sẽ ổn thôi. Nếu phá, nếu đánh vào đó thì bây giờ mình sẽ cần phải tìm cách khác đây. Bạn ấy đánh rất là ghê nhở, rất là vất vả đấy các bạn ơi. Mới ván đầu tiên thôi, đối thủ cực mạnh. Ồ, và đã có một chiến thắng. Tỷ số là 1-0. Ván đấu thứ hai, bạn ấy sẽ là người được đi trước. Để xem bạn ấy sẽ đánh như thế nào nha. Open 4 nha. Tuy nhiên thì nếu cái ván đấu tiếp theo mình đánh thì chắc chắn mình sẽ vẫn đánh bằng thế cờ mã nha. Bởi vì mình đang muốn dẫn thế cờ mã cho các bạn thôi. Cứ từ từ để xem đối phương sẽ làm gì. Đánh thế này hả? Cứ bình tĩnh thôi. Làm gì tiếp theo mới là vấn đề. Rất khôn ngoan luôn. Bạn ấy đánh như thế này để tạo ra hai số win chéo cùng một lúc. Như thế này thì mình sẽ gặp khó khăn trong việc đi mở cờ. Mình sẽ kéo con này ra nhá. Cố tình cho đối phương chặn xuống dưới này. Mình đang cố tình đấy. Để xem bạn ấy sẽ làm gì. Nếu như bạn ấy chặn lên trên thì mình lại tìm giải pháp khác thôi. Còn nếu chặn xuống dưới thì... Rồi. Rất khôn nhá. Bạn ấy rất tình đoàn luôn. Mình
mình sẽ phá cái liên kết chéo này. Bây giờ đối phương chỉ có một cái nước này, mình cũng đang có cái nước liên kết này, và bây giờ bạn ấy sẽ không dễ để đi tấn công mình đâu. Những cái nước tiếp theo mình sẽ có rất nhiều liên kết để ràng buộc. Rồi, tiếp tục là một tình huống rất hay. Đó, bạn ấy xử lý rất là ghê các bạn nhá. Bắt buộc chúng ta sẽ phá cờ. Sau đó có lẽ mình sẽ đánh vào đây thôi để phá cờ. Người ta bắt buộc phải chặn vào trong nhá, chặn ra ngoài càng mất lợi thế thôi. Nếu chặn ra ngoài, khi chặn vào trong thì mình sẽ kéo cái liên kết này ra. Để làm gì thì chúng ta cần phải xem. Đánh con này hay đánh ra đây nhỉ? Có lẽ là chúng ta sẽ đánh vào đây thôi. Tiếp tục. Lúc này thì chúng ta cần phải chặn con này. Cờ như thế này là người ta đang có lợi thế các bạn nhá, bởi vì mình chưa thể nào có chiến thắng được. Người ta cứ đi ôm cờ là trong tình huống này mình sẽ gặp nguy hiểm. Mình biết mà, rất khôn ngoan luôn. Nhưng mà mình sẽ hạn chế cái phạm vi mở bằng cách đánh vào đây, ép cho đối phương phải chặn vào trong. Sau đó sẽ kéo cách ra. Các bạn hãy để ý cái mặt này nhá, mặt này rất nguy hiểm nhá. Nhưng mà không sao, cứ từ từ thôi. Mình sẽ phá một cách từ từ. Nếu như đối phương mở bên trên này thì mình sẽ đi chặn một cách thông thường. Mình tự tin là trong cái tình huống này mình sẽ chặn được. Rồi, vấn đề là bạn ấy có 4-3 hay không. Nếu không có 4-3 thì bạn ấy toang nha. Bởi vì đây là một kỹ năng gài 4-3 mà trước đây mình đã từng giải thích với các bạn rồi. Ok, mình cảm thấy bạn ấy không có 4-3. Và bây giờ mình mới là người có 4-3. Mình đã có đánh con này, đánh ra đây này, đánh con này này, và tiếp tục gài cờ đi tấn công. Một tình huống lừa cờ, có thể nói đây là một tình huống lừa và mắc gài bẫy của mình, và bạn ấy đã mắc bẫy rồi. Ham công cho tình huống này là đi, tỷ số sẽ là 2-0 thôi. Bây giờ bạn ấy có quay ra đi chặn thì cũng không thể nào đỡ được cờ đâu. Gài cờ nhưng mà phải gài cờ có 4-3 thì mới có tác dụng các bạn nhá. Còn nếu chỉ gài cờ có 3-3 thôi thì không ăn thua. Rồi, mình sẽ đánh vào đây, ép cho đối phương phải chặn vào trong. Sau đó mình đánh con này và win 4-3. Ok chưa nhỉ? Các bạn tấn công cũng cần phải rất chính xác nha. Tỷ số là 2-0 và ván tiếp theo mình sẽ là người được đi trước. Mình có lẽ là cũng rất xin lỗi bạn này nếu như bạn ấy có xem clip này, bởi vì đây là mình đang hướng dẫn thế cờ show win, cho nên là bạn ấy đánh open còn mình thì đánh show win thì nó hơi mất công bằng. Nhưng phải nói bạn ấy lực cờ rất là ghê các bạn ơi. Mình sẽ vẫn đánh show win mã thôi, nhưng mà liệu bạn ấy có đôi công nữa không. Rồi, không đôi công nữa. Rồi, vẫn đôi công nhưng đôi công kiểu khác, nó không xa như lúc nãy nữa. Và các bạn hãy quan sát, mình sẽ tấn công như thế này để xem bạn ấy sẽ làm gì. Vẫn là một tình huống gài tạo ra 3 số win cùng một lúc. Như thế này thì các bạn không thể nào mà đi tấn công được đâu nhá. Tấn công là sẽ thua đấy ạ. Hết sức chú ý cho mình cái chỗ này. Mình vẫn sẽ đánh vào đây thôi. Đối phương chặn vào trong và vẫn là tình huống như lúc nãy. Mình đánh con này để tạo ra cái liên kết ràng buộc, để ràng buộc cái nước dọc này. Còn cái nước ngang này một mình nó không thể nào đi tấn công được các bạn nha. Sẽ không thể đi tấn công được đâu. G
Rồi. Đánh con này ư? Vậy thì mình sẽ đánh vào đây để ép cho người ta phải chặn vào trong. Sau đó đánh thế này thì lúc này mình sẽ thoát được khỏi cái sự đeo bám của đối phương. Nhưng mà bạn ấy bám rất là sát các bạn nhé, không đơn giản một chút nào cả. Đối thủ rất mạnh. Bắt buộc là phải phá vào đây, sau đó chúng ta tìm cách mở cờ tiếp theo. Người ta chặn lên trên đúng không? Cẩn thận trong tình huống này nha. Cờ. Từ từ thôi. Tiếp tục gài cờ. Khả năng rất cao người ta sẽ phá trực tiếp vào cái đường liên kết 4-3 này của mình để đi ôm cờ. Khả năng rất cao là như vậy. Và như vậy thì cờ mình đang gặp khó khăn nha. Không đơn giản chút nào. Một địch thủ rất là mạnh các bạn ơi. Mình đang lo sợ cái mặt kế trên này. Nếu như mình chặn liên kết ở dưới này này thì mình sẽ bị hở cái mặt trên này. Bây giờ chúng ta phải tìm cách làm sao chặn mà đảm bảo được cả hai bên. Con này không được tối ưu rồi. Người ta khả năng rất cao lại phá trực tiếp vào đây. Rồi phá như thế này để tạo ra 4-3 này. Ghi cờ rất là chặt đến từ bạn này. Bạn ấy ghi rất là chặt đấy các bạn nhá. Mình sẽ phá trực tiếp vào cái liên kết 4-3 này để tạo ra xu win ngang. Cứ bình tĩnh thôi. Luôn luôn là những cái tình huống đôi công đến từ bạn ấy và mình sẽ phải đi chặn cờ. Nhưng ít nhất lợi thế vẫn sẽ thuộc về mình. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải kết thúc bản đấu này khá lâu đây nha. Kỹ năng chặn cờ của bạn này thực sự là rất ghê. Cứ bình tĩnh thôi. Phá trực tiếp vào con này để tạo với cái liên kết cũ này này. Như vậy thì chúng ta mới ghi cờ được. Giống hệt như đối phương cũng liên tục tạo ra những cái tình huống như vậy. Nó đã khiến cho mình thực sự là khó khăn trong cái việc đi ôm cờ. Tiếp tục chặn vào đây để làm gì? Tạo ra nước 3-3 và tạo ra cái liên kết này để đi tấn công. Mình đang ghi cờ ngược lại nha. Không đơn giản đâu. Tiếp tục là đối công ạ. Đồ đánh khó chịu chưa? Hai mươi bốn giây cả. Bây giờ sẽ phải làm gì ta? Vẫn phải đi phá thôi. Bởi vì tiếng này mình không thể nào gài được 4-3 cho nên là bắt buộc chúng ta phải đi chặn. Và như thế này có ổn không ta? Cảm thấy cái gì đó hở hở ở đây. Lên trên đi.
Tiếp tục, chạy xe máy làm gì? Mình đang nhìn là bạn ấy không thể nào có chiến thắng được trong cái tình huống này. Theo mình nhìn là như vậy. Không lẽ là nhìn nhầm? Cái 4-3 này nhá, nếu như người ta đánh vào đây này, đánh vào đây nhá, thì nó bị vướng cái đường 4 chéo này của mình rồi. Cho nên là mình không sợ cái tình huống này. Mà nên chặn dưới hay trên đây? Phải phá. Chặn dưới nha, để tạo ra cái liên kết 5 này, ràng buộc tiếp. Rất căng. Đối thủ rất là mạnh luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Người ta không công được, quay ra đi chặn và tiếp tục lấy lợi thế luôn. Phải nói là những cái lý thuyết cơ bản là bạn ấy nắm quá ghê rồi. Đây là một cao thủ rồi thì đương nhiên là cái này là hơi thừa thãi. Đánh vào trong nhờ. Xe máy làm gì? Có cái gì ở đây không? Nếu không thì mình sẽ win 3-3 ở đây nhá. Để ý nhá. Có cái gì không nhờ? Các bạn nhìn giúp mình xem nào. Có lẽ là không có gì đâu. Nhưng mà 3-3 này vẫn đỡ được các bạn nhé. Đó là đánh vào đây này. Đánh vào này này, đánh cách ra, vẫn đỡ được. Nhưng mà ít nhất mình sẽ khiến cho đối phương phải kéo hết cờ ra. Đỡ được nhưng phải kéo hết cờ ra các bạn nhé. Lúc đó thì lợi thế sẽ thuộc về mình. Cao thủ thì người ta thường là ẩn những cái con cờ của mình đi. Cho nên là nếu như chúng ta ép được đối phương phải kéo cờ ra, đấy cũng là một cái lợi thế rồi đấy ạ. Rồi, người ta đã chịu thua. Và win.